Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với những video của showroom Sài Gòn Car Thủ Đức. Và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là trung tâm mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô cũ đã qua sử dụng và cam kết 100% xe bán ra là xe nguyên bản, không lỗi, không âm đụng và không ngập nước nha. Ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ giới thiệu cho chúng ta 3 chiếc xe máy dầu đến từ 3 thương hiệu khác nhau. Và thực sự là cùng phân khúc nhưng lại có mặt bằng chung giá cả khác nhau. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chiếc xe có giá cả thấp nhất nhé. Ở bên tay trái màn ảnh của chúng ta chính là chiếc Isuzu MX. Chúng ta tiến lại gần một chút để nhìn rõ hơn bề mặt nước sơn và em Quỳnh sẽ giới thiệu qua chiếc xe này nhé. Chiếc màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc Isuzu MX. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Đây là bản máy 1.9 nhé. Khá hiếm trên thị trường đấy ạ. Xe được sử dụng nước sơn là màu trắng, sử dụng biển là biển thành phố ạ. Khi mà chúng ta sang tên ở thành phố thì đã tiết kiệm chi phí là 20 triệu tiền biển rồi. Hiện tại chiếc xe lăn bánh được gần 60.000 km và đang được chào bán tại Sài Gòn Car với giá là 810 triệu, có hỗ trợ trả góp ngân hàng và giao xe ở ngoại tỉnh nhá. Chúng ta tiến gần một chút nào. Chúng ta sẽ nhìn qua bề mặt nước sơn một chiếc xe sau 3 năm sử dụng cũng như là chất liệu xe để chúng ta đánh giá một chiếc xe này là anh chủ xe có giữ gìn hay không và chất liệu xe có còn mới hay không ạ. Lăn bánh được gần 60.000 rồi thì chắc chắn là dàn lốp không còn không phải là lốp nguyên zin, bởi vì thực sự khi mà chúng ta chạy được 4-5 vạn là chúng ta đã phải thay lốp mới rồi. Chiếc xe sử dụng nước sơn là màu sáng trắng và ngoại thất là tông màu nội thất tông màu be nhá. Chúng ta đi một vòng quanh xe để tham quan cũng như là nhìn qua cái form dáng của chiếc Isuzu MX và sau đó sẽ cùng em Quỳnh so sánh với hai chiếc xe 7 chỗ còn lại nhé. Chúng ta nhìn qua tất cả các cụm đèn, những chi tiết nhỏ của trên xe, cụm đèn này, cản trước, để đánh giá là chiếc xe có giữ gìn hay không, đặc biệt là cản trước cản sau là còn nguyên zin nhé. Khi mà đã tham quan được tất cả ngoại thất thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá nội thất của chiếc Isuzu MX nhà em Quỳnh nhé. Nội thất được sử dụng ghế da, ở ghế lái thì chúng ta đang sử dụng là ghế điện, có để nổ start stop, hệ thống chống bó phứng cay, chống bó cứng phanh cũng như là hệ thống chống trơn trượt tự động ạ. Đặc biệt là trước xe nhà em Quỳnh thì em Quỳnh bắt gặp rất nhiều chiếc Isuzu MX bọc trần. Tuy nhiên thì chiếc xe này không bọc trần nha. Em Quỳnh rất là thích chiếc nào mà không bọc trần. Isuzu MX thì không được đánh giá cao về option trong xe. Tuy nhiên thì trong tầm giá, xe chỉ trên dưới 800 một chút thôi, chúng ta đang sở hữu một chiếc 7 chỗ máy dầu. Và em Quỳnh cũng không thể đánh giá được, nhưng mà tuy nhiên khi mà đưa ra quan điểm cá nhân thì đúng là yếu về thương hiệu. Còn về chất lượng xe cũng như là tất cả những gì mà người tiêu dùng đòi hỏi ở trên chiếc 7 chỗ máy dầu thì Isuzu MX luôn luôn đảm bảo cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng ta thường bắt gặp Isuzu MX bản 3.0 máy dầu số tự động. Tuy nhiên thì đã lâu lắm rồi em Quỳnh mới bắt gặp một chiếc 7 chỗ đến từ thương hiệu Isuzu mà máy 1.9 và cực kỳ hiếm trên thị trường luôn ạ. Chúng ta cùng đi khám phá khoang hành lý cũng như là khoang ghế sau nhá. So với cả Santa Fe hay Fortuner thì em Quỳnh đánh giá rất cao hàng ghế thứ ba của Isuzu MX. Có thể nói là khi mà người tiêu dùng sử dụng hàng ghế thứ ba của MX thì không một chút nào là cảm thấy quá chật hẹp đâu ạ. Mà trong khi đó chúng ta ngồi hàng ghế của Santa Fe hay Fortuner thì khá là chật đấy. Một option mà chỉ có Isuzu MX chính là chiếc màn đằng sau. Tích hợp nếu mà màn zin nhá, là cả màn trên và màn dưới cùng tích hợp và điều chỉnh cùng một hệ thống. Rất nhiều hệ thống làm mát trên xe để chúng ta sử dụng, chúng ta có thể chủ động điều chỉnh tùy mức khác nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với phần cốp nhá. Ngoài thời tiết hơi nắng một chút, tuy nhiên thì để đảm bảo được về tất cả màu sắc
chuẩn xác nhất thì em Quỳnh chọn thời điểm này để em Quỳnh quay cho mọi người nhá. Mọi người thông cảm một chút vì em Quỳnh đang dùng mũ và kính. Ở đây là hàng ghế thứ ba nhá. Để mà khi mà nhìn thấy từ đằng trước thì em Quỳnh mọi người sẽ cảm thấy rất là rộng đấy. Chúng ta có thể hạ hàng ghế thứ ba xuống. Em Quỳnh đánh giá rất cao hàng ghế thứ ba của Isuzu MUG bởi vì nó mang lại một cảm giác ngồi rất là thoải mái so với những chiếc xe cùng phân khúc như Santa Fe hay Fortuner. Đúng không ạ? Tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Car thì có hỗ trợ check test hãng cũng như là gala toàn quốc nha. Để khi mà chúng ta lựa chọn một chiếc xe ở một cái xế yêu thì chúng ta yên tâm hơn về chất lượng chúng ta đang sử dụng, phải không ạ? Khoang máy thì hơi nóng, nhưng mà anh chị nào mà có nhu cầu quay chi tiết hơn cũng như là tìm hiểu chiếc xe này kỹ hơn thì nhớ để lại comment nhé, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình có Zalo ạ. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin của chiếc Isuzu MUG này một chút nhé. Đây là chiếc xe 7 chỗ máy dầu, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, số tự động nhé, sử dụng nước sơn là màu trắng và nội thất là ghế da. Hiện tại em Quỳnh đang chào bán chiếc Isuzu MUG tại cửa hàng với giá là 810 triệu nhé. Và nếu mà anh chị làm ngoại tỉnh thì chắc chắn là bên Quỳnh sẽ hỗ trợ là rút hồ sơ gốc. Bảo tất cả các sản phẩm đầu ra thì đều là rút hồ sơ gốc này. Bảo giữ bảo hành lần đầu cũng như là thay nhớt lần đầu để cho anh chị có thể yên tâm hơn về tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Car. Chúng ta sẽ đến với một chiếc xe cùng phân khúc của Isuzu MUG đó. Fortuner. Toyota Fortuner thì có lẽ là không còn quá xa lạ đối với người tiêu dùng, phải không ạ? Có thể nói đây là thánh nội đồng khối đá cũng như là giữ giá trong phân khúc đấy ạ. Trước màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc Toyota Fortuner. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Đây là bản số sàn máy dầu một cầu nhá. Hiện tại em Quỳnh đang chào bán chiếc Fortuner tại cửa hàng với giá là 950 triệu ạ. Chiếc xe thì sử dụng biển tỉnh rồi. Anh chị nào mà về biển thành phố thì tốn thêm hai chi phí là 20 triệu nhé. Chúng ta cùng đi một vòng quanh xe để ngắm qua bề mặt nước sơn cũng như là chất xe sau 3 năm sử dụng. Hiện tại chiếc Fortuner nhà em Quỳnh lăn bánh được đâu đó. Để em Quỳnh xem lại ô tô chính xác nha, vì nhà khá nhiều xe. Lăn bánh được 33.000 km thôi ạ. Hiện tại chiếc Fortuner nhà em Quỳnh lăn bánh được 33.000 km nhá. Rất hiếm khi mà gặp một chiếc Fortuner máy dầu số sàn lăn bánh ít như vậy. Và thực sự là Toyota có một cái chất gì đó, đúng không ạ? Các cụ đã có câu là xe máy thì phải Honda, ô tô thì phải Toyota mới đúng bài, phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng đi khám phá option và nội thất của chiếc Fortuner này nhé. Xem có khác biệt gì với chiếc MX không ạ? Về nội thất của Fortuner thì em Quỳnh đánh giá rất cao cái màu da nguyên bản của Fortuner. Màu nâu da bò truyền thống. Không thuộc trong những dòng ghế da cao cấp, tuy nhiên thì một cái màu rất là đặc trưng cũng như là em Quỳnh rất là thích. Chúng ta thường bắt gặp màu nâu này ở trong những các dòng xe sang. Phải nói về option của Toyota thì em Quỳnh không đánh giá cao lắm nhá. Vì thực sự option của Toyota chỉ dừng lại ở mức cơ bản và theo như đánh giá thì option hơi nghèo nàn một chút. Tuy nhiên thì đứng ở góc độ bài toán kinh tế, sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu thì đó chính là lý do mà chính đáng nhất mà người tiêu dùng luôn luôn lựa chọn Toyota, phải không ạ? Chiếc xe nhà em Quỳnh thì chỉ có gắn thêm cam hành trình này. Và option thì là giữ nguyên bản của chiếc xe ngay từ trong hãng ra nhé. Chúng ta cùng đi khám phá từ hàng ghế lái cũng như hàng ghế thứ sau. Tất cả các ghế lái và ghế phụ của Fortuner thì đều đang sử dụng là ghế cơ nhá. Hơi bất tiện một chút phải không ạ? Khi mà nhu cầu của người tiêu dùng đang gần dần tìm đến tất cả những ghế điện.
Ở Fortuner thì Fortuner và MX khi mà ngồi lên thì em Quỳnh thấy chiều dài và chiều rộng cơ sở là ngang nhau nhá. Và thực sự khi mà ngồi trên chiếc Fortuner thì thấy là rất là cao, khi mà di chuyển trên đường phố thì tạo một cái khoảng không gian thoải mái. Đấy, người tiêu dùng ở mét 7, mét 8 trở lên thì khi mà sử dụng ở hàng ghế thứ hai thì rất là thoải mái. Tuy nhiên thì em Quỳnh đã nói ngay từ ban đầu thì hàng ghế cái thứ ba của Fortuner rất là chật luôn. Chính là em Quỳnh cao 1m64 mà em Quỳnh ngồi ở hàng ghế thứ ba, em Quỳnh cũng không thấy thoải mái một chút nào. Và bất lắc dĩ lắm khi mà xe hơi chật và số người trên xe hơi đông thì em Quỳnh mới phải sử dụng hàng ghế thứ ba. Thường thì em Quỳnh hay hạ hàng ghế xuống để chở đồ hoặc là cho bọn trẻ con nó ngồi đấy, nhưng mà trẻ con thì ngồi hàng ghế thứ ba khá là say đấy nhá. Fortuner thì sử dụng động cơ là 2.4. Những anh chị nào mà yêu thích máy dầu nhá, thì thực sự là đây là ba cái sự lựa chọn mà chúng ta nóng quá. Thực ra nếu mà gia đình mà chỉ đi du lịch khoảng 5 người thì chúng ta có thể để vali đằng sau. Bởi vì là cái khoang hành lý phía sau này chỉ, em Quỳnh nói thật là chỉ đựng được 3 đến 4 vali thôi, ở size nhỏ nhá, không phải size to đâu ạ. Đây, khi mà hạ ghế thứ ba xuống thì sẽ như thế này, và cái khoảng không để nó không được tiết kiệm bằng Isuzu MUX. Isuzu MUX thì cái ghế khi mà hạ xuống thì nó gần như là bằng phẳng hết, đúng không ạ? Chúng ta tiết kiệm được diện tích rất là nhiều. Nắng quá. Chúng ta nhìn qua nhá, bởi vì trời nắng thì chúng ta mới có thể nhìn chuẩn xác được cái nước sơn của những chiếc xe nhà em Quỳnh. Máy thì khoang máy thì hơi nóng nha, em Quỳnh không thể quay được. Cái dàn lốp của Toyota nhà em Quỳnh thì là nguyên zin nhá, bởi vì xe lăn bánh được hơn 3 vạn thôi, nên là chất liệu còn rất mới. Và lốp của 7 chỗ máy dầu thì mọi người biết là nó chất lượng như thế nào rồi đấy ạ. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin một chút nhá. Đây là chiếc Toyota Fortuner, số sàn máy dầu một cầu, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Lăn bánh được hơn 30.000 km và hiện tại đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá là 950 triệu nhé. Bỏ qua Fortuner, chúng ta sẽ đến với một chiếc xe có thể nói là bố của giữ giá so với hai chiếc xe cùng phân khúc, đó chính là Hyundai Santa Fe. Chờ em Quỳnh tắt máy một chút vì máy dầu khá là kêu. Có thể khẳng định là Santa Fe là một cái nhân vật gì đó khá là kiểu như là em Quỳnh, khi mà em Quỳnh tìm hiểu cái thế hệ mới của Santa Fe gần đây thì gần như là một cái nhân vật cực kỳ máu mắt của dòng Hyundai đó. Option của Santa Fe thì là miên man, và đặc biệt là cùng phân khúc với cả Fortuner hay Isuzu MUX thôi. Nhưng mà tại sao Santa Fe lại giữ giá như vậy? Nếu như Isuzu MUX là 810 triệu, Toyota Fortuner là 950 triệu thì hiện tại chiếc Santa Fe bản phun dầu 2019 đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá là 1 tỷ 140 triệu. Chúng ta tiến lại gần một chút để chúng ta ngắm qua bề mặt nước sơn nha, cũng như là những cái form dáng hiện đại và thiên hướng tương lai của dòng Hyundai đang mang lại cho người tiêu dùng ạ. Chiếc Santa Fe nhà em Quỳnh thì đây là bản phun dầu cao cấp, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Lăn bánh được hơn 40.000 km, tên công ty xuất hóa đơn nha. Đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá là 1 tỷ 140 triệu. Xe sử dụng nước sơn màu trắng, đăng ký biển thành phố. Và nội thất ở cái bản Premium này thì là tích hợp ghế da hai màu nhá, màu nâu da bò và màu đen, đặc trưng của dòng Premium. Và chỉ có ở bản Premium thì chúng ta mới có một cái ghế da màu đẹp như vậy. Chúng ta sẽ cùng đi khám phá một vòng quanh thân xe và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu option của chiếc xe này nhá. Lốp hơn 4 vạn rồi nên là không còn mới lắm. Nhưng mà nếu mà là người tiêu dùng thông thái và có điều kiện thì chúng ta lên thay cho em Quỳnh 4 quả lốp Michelin nhé, đi cực kỳ thích đấy ạ. Nhìn qua form dáng của ba chiếc 7 chỗ và chúng ta sẽ so sánh nhé. Ở Santa Fe thì có lẽ là cái chiều dài, chiều rộng thì không cao cũng như là không dài bằng Fortuner hay Isuzu MUX. Tuy nhiên thì đâu là lý do mà dòng Hyundai và chính xác là dòng Hyundai Santa Fe giữ giá như vậy? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu option của chiếc xe này ạ. Là bản full thì có rất nhiều option để nói.
Là em Quỳnh thì em Quỳnh sẽ chọn Santa Fe đấy ạ. Quá quá nhiều option, rất là công nghệ. Ở bản Premium thứ nhất là chúng ta đang đập vào mắt chúng ta chính là cái ghế điện của ghế lái. Và ở ghế phụ cũng có ghế điện nha. Và đặc biệt là có nhớ ghế ở cả hai ghế. Có quá nhiều option luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Đề nổ start-top. Cam 360 độ màn, cam hành trình, gương chiếu hậu chống chói, cruise control, 4 chế độ lái, hệ thống chống trơn trượt, cốp điện. Trời ơi, em Quỳnh đang không biết bắt đầu từ đâu và nói cho chúng ta nha. Ở trước Santa Fe thì sử dụng động cơ là 2.2. Một bầu trời công nghệ. Một bầu trời công nghệ đang ở trước mắt chúng ta đấy ạ. Hệ thống cảnh báo lệch làn, gương chiếu hậu chống chói. Và tất cả mọi thứ gần như là đang tiếp cận đến thời đại là 4.0 và gần như là 5.0 rồi. Không có từ gì để diễn tả cái sự mới cũng như là cái bầu trời công nghệ mà hãng Hyundai mang lại cho chúng ta. Trước mắt chúng ta chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama mà hai chiếc 7 chỗ vừa rồi là không có. Đúng không ạ? Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Quá đẹp luôn. Anh chị nào mà yêu thích du lịch này, trải nghiệm những cung đường thì đây có lẽ là một option mà chúng ta luôn luôn tìm kiếm phải không ạ? Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Trên vô lăng thì tích hợp rất rất nhiều tính năng nha. Chúng ta cùng điểm qua cái hệ thống phanh tay điện tử cũng như là tất cả các chế độ lái của Santa Fe. Nếu như Isuzu MUG và Fortuner dùng phanh tay thường thì trước Santa Fe nhà em Quỳnh sử dụng phanh tay điện tử với 4 chế độ lái. Eco, Comfort, Smart, Smart. Ở phiên bản năm 2022 thì có tận 7 chế độ lái cơ. Nhưng mà khi nào chúng ta mới dùng hết 7 chế độ phải không ạ? Phải nói là một chiếc xe đặc biệt là có sạc không dây nữa nhá. Có sạc không dây đấy, tại vì là cái máy nó lắp ốp hơi dày đấy. Chúng ta nhìn qua một chút cái vô lăng nhá. Vô lăng thì có rất nhiều tính năng cơ bản này. Cruise control này, đàm thoại rảnh tay, tăng volume, tăng chỉnh volume và đặc biệt là có hệ thống cảnh báo lệch làn này, ghế cốp điện này, chống trơn trượt, em Quỳnh không nhớ lắm, gương thì gương chỉnh điện rồi và đặc biệt là có khóa trẻ em nữa. Chúng ta cùng đi tìm hiểu hàng ghế thứ hai nhá. Tuy là được coi là một chiếc xe kinh tế và cực kỳ giữ giá. Nhưng mà xe nào cũng có ưu điểm phải không ạ? Không một chiếc xe nào hoàn hảo mà có thể tức là đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo mà người tiêu dùng đưa ra. Hàng ghế thứ hai của Santa Fe thì rất là rộng rãi. Chúng ta nhìn qua cái ghế da nhá. Hiện tại chiếc xe nhà em Quỳnh thì được bọc trải thảm sàn 6D. Thực ra đây là một cái điều mà em Quỳnh rất là ưng. Đánh sàn rất là rộng rãi và thực ra cái sàn khi mà được trải thảm này thì rất là sạch. Nói chung là Santa Fe thì em Quỳnh chỉ chê mỗi hàng ghế thứ ba là nó cực kỳ chật thôi. Chứ còn để mà sử dụng mà một chiếc SUV 7 chỗ gia đình thì Santa Fe là một chiếc xe em Quỳnh đánh giá cao. Và gần như là nếu mà có điều kiện thì em Quỳnh cũng chọn Santa Fe đấy ạ. Hàng ghế thứ ba hơi chật hẹp nhá. Chúng ta cùng đi khám phá chiếc cốp điện của Santa Fe. Xe thì hơi nhiều đồ một chút. Chiếc xe nhà em Quỳnh được độ màn rồi. Đây là chiếc màn zin mà chủ cũ vẫn giữ lại được. Hơi lặng một chút. Không, cái này nhá. Cái hàng ghế thứ ba này chủ cũ là thường không dùng đến nên họ đã sử dụng cái hàng ghế. Cái độ thêm cái thanh chắn thôi. Thực cái đấy tháo ra được. Nó không phải là gì cả. Nhưng mà nói thật là hàng ghế thứ ba của Santa Fe là cực kỳ chật hẹp nhá. Chật hẹp hơn cả Fortuner luôn. Rồi, option của Santa Fe thì gần như là nếu mà mọi người mà yêu thích Hyundai thì Santa Fe là một cái gì đó mà gần như là cho người tiêu dùng rất là tò mò phải không ạ? Có điện đấy.
mà lại có biện nhá, có điều kiện thì nhớ là đá cốp vào cho nó tiện. Nắng quá nhở, nắng một chút đây nhá. Ở bên Tây là anh chị là hay cho giày cao gót lên đá đấy. Chúng ta đi tiến lại gần để em Quỳnh nhắc qua thông tin của cả ba chiếc xe nhá. Nắng quá cả nhà ơi. Em Quỳnh đã vất vả quay như thế này rồi thì mọi người nhớ theo dõi, like và chia sẻ video cho em Quỳnh nhé. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin 3 chiếc 7 chỗ máy dầu mà hiện đang có ở Sài Gòn Ca. Đằng sau em Quỳnh, chiếc xe màu đen chính là Toyota Fortuner. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, lăn bánh được hơn 30.000 km. Đây là bản số sàn máy dầu một cầu và hiện tại đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá là 950 triệu nhé. Và bên tay trái chúng ta chính là chiếc Isuzu MUG. Xe được sản xuất, cũng được sản xuất và đăng ký năm 2019 luôn nha. Và đây là bản máy 1.9 cực kỳ hiếm trên thị trường, đã được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá là 810 triệu. Và chiếc xe trong cùng phân khúc mà giữ giá nhất đó chính là Hyundai Santa Fe. Chiếc xe nhà, cả ba chiếc xe nhà em Quỳnh thì đều được sản xuất và đăng ký năm 2019 nhé. Chiếc Santa Fe thì đây là bản phun dầu cao cấp, full option luôn. Lăn bánh được hơn 40.000 km và hiện tại đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá là 1 tỷ 150 triệu. Tất cả các sản phẩm bán ra cũng như là mua vào của Sài Gòn Ca thì cam kết về chất lượng là không lỗi, không đâm đụng và không ngập nước nhá. Bên em thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng và giao xe tận nhà. Showroom Sài Gòn Ca chúng em trụ tại địa chỉ là số 613 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Mọi người có nhu cầu sở hữu, trải nghiệm và lái thật ba chiếc xe này thì hãy liên hệ em Quỳnh hoặc đến trực tiếp địa chỉ trên màn hình nhé, địa chỉ của showroom Sài Gòn Ca. Em Quỳnh cũng như là tất cả các cộng sự của Sài Gòn Ca rất là mong muốn được tiếp đón cũng như là hỗ trợ anh chị để có thể lựa chọn một sản phẩm tốt nhất. Mọi người nhớ like, theo dõi kênh cho em Quỳnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.